Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Các bạn thân mến, trải qua bao năm tháng bên cạnh gã láng giềng béo bụng Trung Hoa, hẳn người dân Việt Nam nào cũng có tâm lý cảnh giác với dân tộc phương Bắc này. Chúng ta cần để ý mọi vị trí trên bản đồ Việt Nam vì Trung Quốc có thể tìm mọi cách để nguy hại đến an ninh dân tộc. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Vũng Áng, nơi mà được mệnh danh là đỉnh của tam giác máu và là địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. Nhìn trên tấm bản đồ có hình tam giác màu đỏ này, tôi và các bạn có thể thấy Vũng Áng rất gần với đảo Hải Nam, nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm Nam Hải Trung Quốc. Căn cứ này chỉ cách Đà Nẵng Việt Nam khoảng 150 hải lý. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, căn cứ này đi vào hoạt động từ năm 2010 và có sức chứa lên đến 20 tàu ngầm nguyên tử chiến lược có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Rõ ràng, sự hiện diện của hạm đội Nam Hải đã mang đến khá nhiều mối an ninh cho các nước ASEAN cũng như là tàu bè của các nước đi qua Biển Đông. Do Vũng Áng rất gần đảo Hải Nam lại có khả năng xây dựng cảng nước sâu rất lớn, nên Trung Quốc đang tìm cách thò chân vào đây từ rất lâu. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành đã có những cảnh báo về việc Việt Nam cho Trung Quốc thuê vùng cửa khẩu Vũng Áng như sau. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc đưa được một hạm đội từ Nam Hải sang Vũng Áng thì cả vịnh Bắc Bộ sẽ không có giao thông và Việt Nam sẽ không thông thương được với nước ngoài và bị biến thành một cái hồ riêng của Trung Quốc. Hạm đội trên biển của Trung Quốc đã rất mạnh rồi. Nếu bây giờ họ có một điểm tựa trên đất liền nữa thì đó là một nguy cơ rất lớn với nước ta. Tiềm năng về kinh tế lớn lại có vị trí quốc phòng quân sự nhạy cảm nên hiện nay cảng biển cửa khẩu Vũng Áng đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các tập đoàn Trung Quốc. Về mặt tiềm năng kinh tế của nơi đây thì thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng nước này một độ sâu tự nhiên tốt nhất Việt Nam, được che chắn bởi dãy núi và các con đê chắn sóng vươn dài ra biển. Quan trọng hơn, cảng Vũng Áng có một vị trí rất thuận lợi trong mạng lưới giao thông đường bộ với nước bạn Lào, Thái Lan và qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng tuyến quốc lộ 8A và quốc lộ 12. Vũng Áng cũng rất gần với các tuyến đường hàng hải chính đi từ Bắc Á đi Nam Á hay đi từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương. Trong tương lai, theo lời của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thì chính phủ Lào đang cho nghiên cứu khả thi về dự án đường sắt nối Lào và Việt Nam, có chiều dài khoảng 400 cây số chạy từ huyện Telek của Lào đến cảng Vũng Áng, với tổng mức đầu tư lên đến 2 tỷ đô la. Tuyến đường sắt này sẽ là cửa ngõ quan trọng để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hợp tác đầu tư tuyến vận tải hàng hóa từ Lào, Thái Lan đi các nước và theo chiều ngược lại thông qua cảng biển Vũng Áng. Với những lợi thế về thiên thời địa lợi như trên, nên nếu nói Vũng Áng là đỉnh của tam giác máu và là địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn thì đó đúng là đến từng câu chữ. Vậy nên, việc cảnh giác với các tập đoàn Trung Quốc muốn thò chân vào đây luôn được đặt ở mức cao nhất. Tại nơi đây đã hình thành một cuộc đấu tranh tranh giành ảnh hưởng khi Trung Quốc đổ rất nhiều tiền và tình báo vào nơi này. Mục đích của Trung Quốc sẽ thành công nếu Trung Quốc đưa ra một tập đoàn kinh tế vào Vũng Áng để làm nội ứng. Việc làm chủ được vị trí này đồng nghĩa với việc họ sẽ biến nơi đây thành tiền đồn để phục vụ đắc lực trong việc đối phó với các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ. Khi Mỹ điều tàu chiến đến, nơi mà Trung Quốc tuyên bố lêu láo rằng đây là ao nhà của nhà mình. Cảng Vũng Áng là cửa ngõ nhìn ra Biển Đông. Nếu các tập đoàn của Trung Quốc thò chân vào được Vũng Áng và cắm chốt trong thời gian tới, thì nó giống như một con ngựa thành trôi. Hậu quả sẽ khôn lường như thế nào hẳn ai cũng nhìn ra. Chỉ cần viện vào cái cớ chở hàng vào, thì các tàu quân sự núp bóng trá hình của Trung Quốc dễ dàng neo đậu vào khúc ruột non trên đất liền của Việt Nam. Những ai quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông và các cuộc đụng độ do tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam gây ra, ví dụ như vụ bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam thì hẳn đã biết quá rõ. Lúc đó, các chiến sĩ của chúng ta đã phải nỗ lực đuổi chúng ra khỏi vùng biển rất vất vả. Trên biển đã rất vất vả như vậy, nhưng chúng tôi thật không thể hiểu nổi tại sao một tập đoàn gây ô nhiễm và được các tổ chức bảo vệ môi trường trao giải cái chết đen Formosa lại có mặt ở Hà Tĩnh, lại xuất hiện gần cảng Vũng Áng thuộc vùng tam giác máu mà chúng tôi đã nói ở trên. Không những thế, nó đã để lại những hệ lụy và di chứng rất lớn. Vào năm 2016, người ta đã phát hiện hàng loạt đường ống xả thải được lắp đặt chìm xuống đáy biển. Sau khi nó đã gây ra thảm họa cá chết trắng bờ tại các tỉnh miền Trung,
chúng tôi xin không bàn đến thảm họa này vì nó có thể gây lan man cho người nghe. Nếu muốn biết, các bạn có thể tham khảo trên mạng Internet. Chỉ biết rằng trong cái rủi chỉ có cái may. Chuyện đã đến tai Trung ương và lúc đó người ta mới té ngửa người. Tại sao một vị trí chiến lược như Vũng Áng, đám quan lại ở Hà Tĩnh lại dám rước một tập đoàn của Đài Loan Trung Quốc vào đây? Không đánh đổi an ninh quốc gia với bất kỳ điều gì đó đã được xem là xứng sống, đã được Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo Việt Nam sắc khuyết. Lấy đó làm thước đo kim chỉ nam trong chiến lược phát triển đất nước. Thế nhưng, sự xuất hiện của các tập đoàn Trung Quốc tại đây, ngoài các yếu tố về an ninh quốc phòng, nó cũng gây rất nhiều xáo trộn với đời sống và hệ lụy xã hội. Theo số liệu từ nhiều bài báo, có lúc số lao động Trung Quốc đang có mặt ở công trường Formosa ở Vũng Áng lên đến 4.000 người, tuy con số được cấp phép trên giấy tờ chỉ có 800 lao động. Đưa lao động phổ thông sang Việt Nam, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược một mũi tên hai mục đích. Một mặt là để giải quyết nạn thất nghiệp ở trong nước đầy khó khăn cho Việt Nam, làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp tại Việt Nam. Mặt khác, trong số hàng vạn lao động đó, ai mà biết được có bao nhiêu người dùng vỏ bọc lao động để che giấu các hoạt động tình báo không được pháp luật Việt Nam cho phép, một bài đăng trên báo Đời Sống Pháp Luật viết. Mặt khác, ý thức kỷ luật của lao động Trung Quốc rất kém, gây mất an ninh trật tự ở địa phương như trộm cắp, say rượu, tranh chấp công việc. Một số lao động Trung Quốc lấy vợ Việt Nam nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tình trạng hôn nhân bất hợp pháp như nêu trên đã dẫn tới việc hình thành các xóm, các phố người Hoa mới tại Việt Nam. Điển hình như tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã hình thành một làng ngay gần khu vực nhà máy với nhiều nhà hàng, quán ăn xuất hiện nhiều chữ Hoa trên bảng hiệu. Sự xâm chiếm về lãnh thổ bằng vũ lực đã bị cả thế giới lên án. Sự gặm nhấm theo kiểu cắt lát, cắt xúc xích cũng không thể che đậy được những cặp mắt cảnh giác của chúng ta. Vấn đề là tại sao chúng ta lại mất cảnh giác với sự gặm nhấm theo kiểu đẻ trứng trong lòng địch như vậy? Theo đó thì bất kỳ cô gái Việt Nam nào đẻ con cho người Trung Quốc thì coi như cô gái đó cũng là người Trung Quốc sau khi nhập tịch theo chồng. Và đứa con đẻ ra cũng mang quốc tịch Trung Quốc. Trung Quốc đưa sang đây thứ đàn ông thừa và hết đát để nhân giống ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Thế mới đau, nhưng đau nhất lại có một kẻ tiếp tay cho chúng, thò bàn tay lông lá của mình vào Vũng Áng, cho chúng cắm chốt ở đó những 70 năm. Kẻ cho chúng thuê đất 70 năm có tên là Võ Kim Cự. Hiện Cự và gia đình đã trốn sang Canada và mua quốc tịch tại đó. Nhưng những di chứng mà Cự để lại thì không biết 70 năm nữa nó có hết hay không. Ai đi đến Hà Tĩnh mà đi qua Formosa thì đều nói rằng nó như là một khu tự trị giữa lòng nước Việt. Người Việt khó mà bước vào. Và các phóng viên Việt Nam muốn bước vào tác nghiệp cũng rất khó. Nếu có vào được thì cũng chỉ được đi theo những nơi đã được chỉ định sẵn. Cuộc xâm lược mềm của Trung Quốc với sự tiếp tay của những tên Việt Nam suýt chút nữa đã thành công nếu như chúng không gây ra thảm họa cá chết khiến cho chúng ta phải giật mình. Đến lúc này ai cũng thắm rằng an ninh quốc phòng không thể đem ra để đánh đổi lấy kinh tế như lời tiến sĩ Lê Văn Bảy, một chuyên gia về logistics đã nêu. Về kinh tế, ta có thể mời gọi nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển ở Vũng Áng, nhưng quan trọng là phải tăng cường công tác giám sát và phòng ngừa. Xét về yếu tố an ninh quốc phòng, Vũng Áng không chỉ đơn thuần là cảng biển, mà địa điểm này còn có vị trí chiến lược về mặt quân sự và rất quan trọng. Nơi đây có thể chúng ta phải giữ nó bằng máu. Nói Vũng Áng là đỉnh của tam giác máu, các bạn còn có thấy sai nữa hay không? Vậy để sửa chữa sai lầm đã để cho Trung Quốc bước chân vào Formosa. Các bạn thấy sao nếu để cho các quốc gia đang muốn dạy cho Trung Quốc một bài học như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ cũng xuất hiện tại Vũng Áng với cự ly rất gần đảo Hải Nam của mình thì ai cũng thừa biết rằng Vũng Áng là một vị trí có thể đe dọa trực tiếp tới các quân cảng tầng ngầm của Trung Quốc bất cứ lúc nào. Video của kênh xin dừng ở đây, bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.